Yes, what's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục review cho anh em một con bàn phím cực kỳ độc và lạ. Như các bạn đã biết thì về thế giới phím cơ dành cho game thủ thì có rất là nhiều thể loại, từ full size cho đến TKL, rồi đến loại 70%, 60%. Thì đó là những cái bàn phím mà mình thường thấy, thường gặp hàng ngày. Còn đây là một trong những cái bàn phím mà mình thấy nó cực kỳ là độc và lạ, chỉ chuyên dành cho chơi game thôi. Đây, và mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn xem. Ok, đây chính là chiếc bàn phím Ola Control. Mình sẽ cùng khui hộp cho các bạn xem. Nhìn bên ngoài thì cái hộp nó rất là to rồi. Để làm hộp. Ok, let's go. Yeah. Rồi, về bên ngoài thì chúng ta vẫn thấy một cái vỏ hộp bức, phải nói là rất là to. So với bàn tay của mình thì nó phải to đến gấp 3 lần cái bàn tay của mình. Đó, ở đây chúng ta sẽ có cái hiệu Ola, là một cái con nhện. Đây là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc, chuyên sản xuất các cái thiết bị chơi game. Ở đây chúng ta sẽ có mã hiệu của nó là Ola Control. Và đằng sau này chúng ta sẽ có các cái thông tin của bàn phím, hầu hết là ghi đều bằng tiếng Trung Quốc cả. Đó. Đấy, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy sơ qua một cái hình dáng của bàn phím bên cạnh hộp đây. Đó. Chiếc bàn phím này đóng hộp theo cái kiểu dạng khá là kỳ. Đó. Nó sẽ gồm hai chiếc hộp ép lại với nhau, phần trên và phần dưới. Nhìn rất là cầu kỳ, và cái đường màu xanh này chạy xung quanh nhìn cũng rất là đẹp và bắt mắt. Nói chung nhìn hầm hố. Rồi về cách mở thì chúng ta sẽ mở lên như một chiếc iPhone vậy, hất lên như này. Đó. Ở phía trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một chiếc bàn phím được bọc xung quanh là toàn bộ mút màu đen rất là dày. Đấy, nên sẽ có một cái lớp. Đó. Cái lớp nhựa này thì nếu như các bạn dùng để bảo vệ chống bụi bặm thì rất là tốt. Ok. Rồi bỏ qua. Rồi, phía dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bàn phím rất là gọn gàng, nhỏ xíu như thế này thôi. Nói là nhỏ nhưng mà thực ra nó vẫn to bằng hơn cả cái bàn tay của mình. Ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái kê tay rời nữa và cục cuốn kiểu âm chân kinh. Đó, để tu luyện. Nếu như các bạn muốn thành chính quả thì sẽ tu luyện cái này. Rồi, chúng ta sẽ không còn gì hết ở trong hộp này, bỏ cái hộp sang một bên. Rồi, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta thì đây chính là chiếc bàn phím Ola Control. Đó. Thì đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy rằng đây là một cái thiết kế khá là lạ. Nó chỉ vừa nhỏ gọn đúng vào một cái bàn tay của mình thôi. Đó, như thế này thì các cái ngón tay của mình khi mà mình đưa thì nó sẽ đưa đều trên toàn bộ bàn phím như này luôn. Rồi chúng ta đi kỹ về kỹ hơn một chút thì bàn phím này nó không có toàn bộ tất cả các nút, mà nó chỉ có làm các nút 1, 2, 4, 5 này. Đó, các nút như là QWERT, một số hàng nút như này thôi. Có nút FN, nút cắt, có cả nút Enter, nút Back, nút H và nút G. Nói chung về bàn phím một tay này là một trong những cái bàn phím mà được thiết kế ra chỉ để chuyên để chơi game thôi, cho nên các bạn đừng thắc mắc vì sao nó lại nhỏ như thế này. Vì khi các bạn thao tác thì nó sẽ chủ yếu là các nút như là ASW, Q, E, R và những cái nút cắt, nút nhảy như này. Đó, nút CBV chủ yếu là các cái nút dùng skill và đổi các cái loại vũ khí ở trong game thôi, cho nên nó rất là ít. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy cái bàn phím này đã có thêm một cái đặc biệt nữa là nó sẽ có hàng FN từ F1 đến F12 xung quanh đây luôn. Đó, thì nó sẽ rất là nhiều nút hỗ trợ cho các bạn thoải mái để mà mình chơi game, cũng như là các cái thao tác như là bật tắt nhanh multimedia này. Đó, bật tắt rồi chuyển bài vân vân, nó cũng rất là dễ dàng. Ở đây chúng ta sẽ có nút Control. Control thì nút này nó lại nằm ở trên khá là cao, cho nên là nhiều bạn khi mà sử dụng thì nó sẽ nhầm với nút Antalas ở dưới đây. Tuy nhiên thì do con này nó có phần mềm nên các bạn có thể thay đổi vị trí hai con này với nhau được bằng phần mềm, rất là đơn giản thôi. Cả ship cũng vậy. Thì theo mình nghĩ thì nên cho ship và Control xuống dưới và Antalas sẽ đi lên trên. Nút ESC sẽ được đẩy ra ngoài cùng với bên này. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi thêm chi tiết về một số nút khác nữa. Ở đây chúng ta sẽ có từ 1 đến 9 luôn. Đó. Nút từ 1 đến 9 này thì mình thay như một cái numpad, mình có thể bấm từ 1 đến 9 như bình thường và đồng thời dùng để mình chuyển các cái chế độ đèn led, tí nữa mình sẽ show cho các bạn coi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một hàng từ M1 cho đến M7, M8. Đây là những cái nút mà để gán macro. Thì khi mà các bạn dùng phần mềm thì các bạn gán macro vào đây thao tác cho nó nhanh. Đó, thì khi mà mình dùng macro thì mình chỉ cần bấm
nút M1 mình đã gắn vào, M1, M2, M4, M6, M8 đó, thì nó sẽ tập tức sẽ chạy những cái mình đã thao tác trước đây. Đó là dễ. Rồi vậy chúng ta sẽ chuyển sang mặt sau. Mặt sau thì chúng ta sẽ có các cái lớp cao su rất là dày ở đây, và nó chạy vòng quanh luôn, đảm bảo cho các bạn là không hề bị xê dịch. Ở đây chúng ta sẽ có logo Aula và tên là Aula Control, số series vân vân. Không có gì đặc biệt cả. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần dây cáp của con này. Dây cáp của con này thì dây cáp bằng nhựa thôi, chứ không phải là dây cáp bọc dù. Tuy nhiên thì cái nhựa của nó rất là dài, rất là dày và chắc chắn. Ở đây chúng ta sẽ có bo cái chống nhiễu cũng như là đầu USB được mạ vàng, rất là đẹp. Đó. Cái mạ vàng này thì chủ yếu là để cho tiếp xúc tốt hơn và sẽ truyền tín hiệu tốt hơn thôi nha các bạn, chứ cũng không có tác dụng gì nhiều. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái phụ kiện nhỏ nữa, đó là chiếc kê tay. Về cái kê tay này thì mình đánh giá cực kỳ là tốt và nó có chi tiết làm rất là sắc sảo, đặc biệt là cái phần kê tay này được làm một cái lớp nhựa không phải là cứng mà cũng không phải là quá mềm, nói chung là đủ để cho mình kê tay lên và nó rất là mịn, nó vừa mịn vừa nhám, nói chung là sờ rất là phê. Rồi chúng ta sẽ gắn cái kê tay này vào đúng hai cái lỗ phía đằng sau đây. Đó, hai cái lỗ này sẽ gắn vào hai cái kê tay ở lỗ đây. Ok, sau khi mình đã gắn được vào trong lỗ thì chúng ta để xuống mặt bàn như thế này. Đó, thì khi chúng ta để tay để mình chơi game thì cái tay của mình để đúng vào cái kê tay, đúng ở vị trí này luôn, và chúng ta thao tác như thế này. Đó, rất là dễ dàng và nó rất là thoải mái luôn. Mình thấy chơi cái game như thế này thì nó một bên là dùng chuột, thì cái không gian mà mình dùng cái bàn phím này với con chuột ở đây thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Thì cái không gian này rất là rộng. Đó, đủ để cho các bạn chơi các cái tựa game, nhất là những tựa game bắn súng. Còn nếu như các game MOBA thì các bạn cũng có thể mang cái này đi để lên những cái quán tiệm net mình chơi. Nói chung là rất là cool ngầu. Đó. Chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về cái phần nút bấm của con này. Thì nút bấm của con này đang sử dụng là Blue Switch của thằng KRGD, tức là của thằng Aula luôn á. Thì mình mở lên cho các bạn coi nha. Đó, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là cái switch ở phía dưới. Đó là switch Blue Switch nha các bạn. Con này đang sử dụng Blue Switch. Bấm vào nó sẽ kêu lát tắt như thế này. Đó. Và nó sẽ có thêm một cái đệm màu trắng nữa. Các bạn có thể nhìn thấy là cái đệm màu trắng này dùng giúp cho cái bàn phím này nó chống bụi, chống nước tốt hơn để lọt vào cái switch khi sử dụng. Và cũng giống như là giúp cho cái đèn LED của nó tỏa ra đều hơn. Tuy nhiên thì con này đang sử dụng đó là keycap double shot và cái cáp ABS thôi, chứ không phải là cái cáp PVT. Thì cái cáp ABS này thì nó có cái nhược điểm đó là sẽ bị bám một hồi vân tay nữa. Sau một thời gian dài sử dụng thì nó sẽ bị bóng đó, bóng nhảy lên đấy. Và các cái nút bấm của con này thì bấm khá là đầm tay và chắc. Nói chung mình thấy về chất lượng thì không thể nào chê được về cái nút bấm của con này rồi đó, rất là chắc. Và các cái nút dài này cũng không hề có cái cảm giác lung lay nào cả. Rất là sướng. Cả kể các nút từ F1 cho đến F12 gì chẳng nữa, thì khi các bạn thao tác thì nó vẫn kêu nghe rất tắt, rất là sướng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần có lẽ là quan trọng nhất, là cái phần đèn LED của con này. Mình sẽ tắt bớt đèn đi và cùng show LED cho các bạn cùng coi nha. Con LED của con này cũng khá là thú vị đấy, rất là ngon. Ok, sau khi mình đã tắt bớt đèn đi và mình sẽ cho con này sáng LED RGB, thì các bạn đã thấy là cái đèn LED của nó rất là sáng. Với lại một phần là nhờ cái lớp phía dưới là lớp nhựa trong đục thì nó sẽ tản ánh sáng lên tốt hơn. Từ các cái chân phím thì mình có thể thấy là nó sẽ sáng đều hết tất cả các khe này luôn. Và cái chữ của nó cũng rất là sáng nữa. Đó, các bạn có thể thấy là cái đèn LED của con này rất là tuyệt vời. Về cái chế độ đèn LED của con này thì nó sẽ nằm ở từ 0, 2, 4, 6, 8. Đó là những cái chế độ đèn LED. Để mình đổi chế độ đèn LED thì các bạn ấn giữ nút FN và các cái số phía bên dãy chẵn này. Ví dụ FN số 0 sẽ là tắt LED và mình ấn thêm một lần nữa sẽ là chế độ LED sáng ngẫu nhiên. Thì mình vẫn có thể chỉnh tăng giảm tốc độ sáng bằng cái FN cộng D hoặc là A. A là giảm tốc độ, D là tăng tốc độ. Đây. Đó, khi mình tăng tốc độ sáng lên thì nó sẽ chớp tắt nhanh hơn này. Cái đèn LED này nó nháy cũng nhiều hơn. Khi mình giảm xuống thì tốc độ mà đèn LED nó cũng sẽ giảm luôn. Đó. Mình cứ để khoảng tầm trung bình là vừa vừa là đẹp. Đó, ngoài ra thì FN cộng S để giảm độ sáng đó. Và FNW để tăng độ sáng. Nếu như mình tăng hết cỡ thì nó sẽ nhấp nháy cái đèn nhỏ phía trên này để báo cho mình biết là mình đã tăng hết cỡ rồi.
Chúng ta sang chế độ thứ hai, đó là chế độ chạy hình con rắn, chạy từ số xuống phần chữ đó. Thì các bạn đánh FN một lần nữa thì nó sẽ chạy ngẫu nhiên tất cả các màu đó. Còn nếu không thì nó sẽ chạy một màu thôi. Và chúng ta sang chế độ thứ ba là FN4. FN4 chế độ này giống như là chế độ Way, nhưng mà là Way theo kiểu RGB, các dải màu nó sẽ thay đổi liên tục. Và chỗ FN4 này chúng ta chỉ có một chế độ này thôi. FN6 thì chúng ta sẽ có chế độ bấm phím nào sáng phím đó, và nó sẽ sáng ngẫu nhiên. Bấm ra một lúc thì nó sẽ tắt đó. Và ấn phím FN cộng số 4 một lần nữa thì chúng ta sẽ cộng số 6 một lần nữa thì chúng ta sẽ sang cái chế độ là bấm sáng, và nó sẽ giữ nguyên luôn. Sau khi mình chạm thêm một lần nữa thì nó mới tắt đó. Bấm đó, cứ bấm tắt rồi bấm nó sáng đó. Sang chế độ thứ FN cộng 8, đó là chế độ này là nó sẽ có sáng một màu duy nhất, đó là sáng mặc định. Thì ở chế độ này chúng ta đã có ba cái thông số là RGB. Ở đây nó sẽ sáng lên như cho mình điều khiển. Thì mình có thể phối ba cái màu này lại với nhau thành bất kỳ màu nào mà mình thích. Ví dụ như mình muốn để màu tắt màu đỏ đi, thì để hai màu đó là màu màu xanh lá cây và xanh nước biển thôi, thì nó sẽ ra một cái màu đó là màu xanh kiểu dạng xanh ngọc đấy. Và FN8 một lần nữa thì chúng ta sẽ sang chế độ Breathing, tức là nó sẽ chớp tắt liên tục như thế này, và mình vẫn có thể chỉnh được màu RGB ở đây luôn, chỉ cần giữ FN và nút kia thôi đó. FN8 thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ có thêm một chế độ nữa, đó là chế độ đổi màu liên tục, chế độ Neon. Thì cái chế độ này nó sẽ tự động chớp tắt và đồng thời đổi tất cả các màu luôn đó. Đó, thì chúng ta sẽ ấn FN lần nữa thì chúng ta sẽ quay lại chế độ mặc định, sáng giữ nguyên một màu. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái dải đèn LED màu xanh lá cây xung quanh này nữa. Và các cái nút này thì cái dải đèn LED này nó sẽ mặc định một chế độ màu sáng, đó là sáng màu ánh sáng màu xanh lá cây thôi, không thể đổi được đó. Thì cái đó cũng khá là đáng tiếc. Tuy nhiên chỉ cần đổi được các cái phím ở trong này là đều rồi. Và đèn LED của nó cũng rất là đẹp. Ngoài ra chúng ta sẽ có từ 1, 3, 5, 7, 9. Thì những số này chính là những cái chế độ mà mình có thể tùy chỉnh được đó. Ví dụ mình ấn FN1, thì ở trong FN1 này chúng ta muốn tùy chỉnh, chúng ta chỉ cần ấn thêm một lần FN1 nữa. Khi mà cái đèn này nó đang chớp chớp thì chứng tỏ chúng ta đang ở trong chế độ tùy chỉnh. Thì chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ màu sắc nào cho cái phím này đó, sáng hoặc là tắt hoặc là bất kỳ màu nào cũng được. Sau khi OK xong rồi thì mình có thể ấn phím FN một lần nữa để lưu lại, thì nó sẽ chuyển, lúc này mình bấm thì nó sẽ giữ nguyên rồi. Đó, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có FN2 đó, cũng như vậy FN3 chưa có cài đấy, thì mình cài thì mình đánh FN3 một lần nữa rồi mình cài thôi đó. Ví dụ như là mỗi hàng một màu đó rồi. OK đó, như vậy nó đơn giản như vậy thôi, không có gì nhiều đó. Như vậy chúng ta đã đi qua cái phần đèn LED của em này rồi. Mình đã đưa cái camera và mic vào trong gần bàn phím. Mình sẽ thử bấm một số nút cho các bạn coi nhé. Thì do cái bàn phím này là bàn phím một tay thôi, cho nên khi mình thao tác cũng chỉ có thao tác bằng bên một tay như thế này. Đó. Đó, khi các bạn thao tác thì các cái ngón tay của bạn có thể vươn được hết toàn bộ những cái phím như thế này. Chỉ có điều các phím từ F11 đến F12 thì mình sẽ hơi với một chút. Đó, như thế này, nó sẽ hơi với lên. Những cái phím này thì chỉ có tác dụng khi mà mình đang cần thiết như thế nào đó thì mình mới bấm thôi. Chứ còn bình thường thì cũng ít khi sử dụng trong game lắm. Rồi, vậy mình đã đánh giá sơ qua về... Rồi, sau khi mình đã bấm thử thì mình sẽ cho một cảm nhận riêng nhé. Thì cái con này đang sử dụng Blue Switch, tiếng của nó khá là to và ồn, rất là đanh. Và khi mình gõ thì có cảm giác phản hồi rất là tốt, không hề có kiểu dạng lọc sọc, nói chung là hoàn thiện khá là ngon. Và nó sẽ cho cái cảm giác bấm khá là tê ở cái đầu tay. Khi mình bấm thì nó hơi là nặng hơn một chút so với những cái Blue Switch khác mình đã từng bấm. Đó. Cho nên có thể nói là thao tác game thì rất là OK, nó sẽ rất là ổn, tại vì nó sẽ cho cái độ chính xác tốt hơn. Và tất nhiên là Blue Switch thì nó sẽ nhận diện toàn bộ bàn phím trên cùng một lúc rồi, cho nên các bạn không phải lo. Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng tổng kết về con bàn phím này. Đây là một con bàn phím một tay chuyên dùng để chơi game thôi.
nhưng nó được trang bị tới đèn LED RGB 16,8 triệu màu và có hỗ trợ Blue Switch, đó, Switch bàn phím cơ để dành để chơi game, đó, rất là ngon. Và cái form của nó cũng khá là nhiều phím, đều đầy đủ, hầu như là đầy đủ tất cả các phím cần thiết để mình chơi game nữa. Nói chung là nếu như các bạn dùng để chơi game thi đấu thì có thể mang cái này đi và có thể bỏ vào trong cặp hay ba lô một cách rất là dễ dàng, tại vì nó khá là nhỏ gọn. Thì cái giá của nó là khoảng tầm 1,2 triệu ấy, thì tất nhiên là giá của nó cũng vẫn hơi cao so với lại cái mặt bằng chung phím cơ hiện nay, nhưng mà đối với những người nào mà hỗ trợ mà chuyên để chơi game thì vẫn có thể bỏ ra tiền là mua cái những cái này được. Đó, nói chung là cái này nó cũng tùy vào cái sở thích của mỗi người và cũng như là cái công năng của nó nữa. Ok, thì mình đã đánh giá xong chi tiết cái bàn phím này. Thì nếu như các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này, nó có đáng giá để mua không thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like và subscribe giúp mình đấy. Bye bye.